thi đấu và trực tiếp World Cup nữ 2023, tâm điểm đội tuyển Pháp gặp Brazil. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Pháp gặp đội tuyển Brazil tại lượt trận thứ hai của bảng F trong khuôn khổ World Cup nữ 2023 sẽ là trận đấu đáng xem nhất của ngày 29 tháng 7. Đội tuyển nữ Pháp trước khi bước vào World Cup 2023 được đánh giá rất cao với chuỗi trận bất bại lên con số 10. Không chỉ vậy, đội bóng của huấn luyện viên Herb Rena còn có hàng công rất sắc bén. Tuy nhiên, đội tuyển Pháp đã gây thất vọng trong trận ra quân khi chỉ hòa không bàn thắng với đội tuyển Jamaica được đánh giá yếu hơn rất nhiều. Ngược lại, đội tuyển Brazil có trận đấu ra quân rất suôn sẻ khi có được chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Panama. Các cầu thủ xứ Samba đang rất hưng phấn với chuỗi 3 trận bất bại, trong đó có cả chiến thắng trước đội tuyển Đức ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2023. Dù có thứ hạng thấp hơn đội tuyển Pháp nhưng chắc chắn các cô gái Brazil sẽ gây rất nhiều khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Herb Rena trong cuộc đối đầu vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 7. Ở trận đấu còn lại của bảng F diễn ra vào lúc 19 giờ 30. Đội tuyển Jamaica hy vọng sẽ có chiến thắng khi đối đầu với đội tuyển Panama được đánh giá là yếu hơn. Nếu có được 3 điểm, đội tuyển Jamaica sẽ khiến cục diện của bảng đấu này trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều ở lượt đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 2 tháng 8 tới đây. Vào lúc 14 giờ 30 là trận đấu của đội tuyển Thụy Điển gặp đội tuyển Ý ở bảng G, cả hai đội cùng có được chiến thắng trong trận ra quân và đội bóng nào có thêm chiến thắng trong cuộc đối đầu này gần như đặt một chân vào vòng knockout. Chắc chắn đội tuyển Thụy Điển được đánh giá cao hơn khi đang xếp hạng 3 thế giới, tuy nhiên các cô gái Ý vẫn sẵn sàng tạo ra bất ngờ trong cuộc đấu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.